900 nhân viên được giám đốc mời họp qua Zoom để đuổi việc. Giám đốc điều hành, CEO, một công ty cho vay thế chấp của Mỹ đã mời 900 nhân viên tham gia một cuộc họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom rồi sa thải họ. Reuters ngày 6 tháng 12 cho biết, CEO một công ty khởi nghiệp cho vay thế chấp của Mỹ có tên Better đã quyết định sa thải cùng lúc 900 nhân viên, tương đương 9% tổng số người lao động, bằng cách mời họ họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom để thông báo. Nếu bạn tham gia cuộc họp này, bạn là một phần của nhóm không may mắn bị cho thôi việc, CEO Vishal Gaag báo tin sốc tới các nhân viên. Theo CNN, ông Gaag cáo buộc nhóm 900 nhân viên này đã tăng cấp từ đồng nghiệp và khách hàng vì làm việc thiếu hiệu quả. Một số hãng tin cho hay những người bị sa thải làm việc cho Better tại Mỹ và Ấn Độ. CEO Vishal Gaag nói rằng anh ta từng hai lần phải sa thải lượng lớn nhân lực như vậy. Lần trước đó, tôi đã khóc, Gaag nói. Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh Gaag thông báo quyết định sa thải tới các nhân viên đã gây ra những cuộc tranh cãi kịch liệt và nhiều người cho rằng anh ta hành xử thiếu nhân văn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Gaag đã kích nhân viên của mình bằng những từ ngữ mạnh. Theo báo cáo của Forbes, Gaag từng gửi mail cho các nhân viên và gọi họ là những con cá heo ngu ngốc vì quá chậm chạp,